Xin chào toàn thể các bác nhé. Và Minh Chiến thì ngày mai đang ở trong phân khu đảo Dừa. Ngày mai đi khảo sát công trình và một bên đơn vị nội thất để xem là bên này thi công thiết kế xây dựng ra làm sao nhé các bác nhé. Em sẽ quay camera đằng sau để cho các bác và quý chị có thể nhìn thấy được là cái không gian của một căn ở trong này đấy nhé các bác nhé. Đây nhé các bác nhé. Minh Chiến đang ở trong căn đảo Dừa 718 đây. Tầng 1 này là thiết kế phòng khách và để xe rồi đúng không? Có thang máy này, cái còn cái thang bộ là ở trong à? Thang bộ là từ bên trong kia. Xem nào. Không có thang. Phần thang này. Nhưng mà bây giờ đảo Dừa ở trong này thì cần gì phải làm chỗ để xe ở trong này nhỉ? Cần gì phải để xe nhỉ? Vì trong đảo Dừa thì an ninh quá là tốt rồi. Để một bánh lửa lửa xe lên vỉa hè thoải mái rồi. Xem nào. Lên trên tầng 2 nhé các bác nhá. Thang này. Thang này nó hơi cao nhỉ, bậc hơi cao, đi cảm giác nó hơi thoải. Thang này là thang mới làm đấy. Căn này là căn bàn giao không thang này. Nhưng mà họ không làm cái thang uốn nhỉ, thang cuốn, thang kiểu thang xoắn đấy, thang xoắn đấy. Đây khu vực bếp. Khu vực bếp ở trên này à? Tầng 2 là khu vực bếp. Ở ngoài là phòng khách đấy. Phòng ăn kết hợp phòng khách. Tức là tầng 1 là khách ngoài thôi, còn đây là khách thân mật, khách gia đình. Đây khu TV này. Dạ vâng. Thang máy là của hãng gì nhỉ? Thang máy thì hiện tại thì em dùng Mitsubishi. Mitsubishi à? Còn nó tùy thuộc khách hàng. Đây là chắc là nhà vệ sinh. Nhưng mà căn rộng như này mà làm nhà vệ sinh chỗ này coi như là không phải bồn tắm. Thật ra khu vực này thì gia đình của nhà anh chị thì là chủ yếu là ông bà. Dạ vâng. Căn này thì xây đương nhiên rồi. Với khu nấu sơ chế thế này. Đấy, vừa rồi thì Minh Chiến cùng với anh chị ở bên nội thất sang bên đảo Dừa để xem một căn 56m, thì bây giờ đang sang căn 16131. Căn này thì Minh Chiến hỗ trợ anh chị khách hàng lấy được với cái đơn giá rất là rẻ, 9 tỷ mốt cho một căn 91m. Thì đang sang bên này khảo sát để có những cái phương án hỗ trợ anh chị về mặt thi công thiết kế để làm sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là phù hợp về giá, thứ hai là phù hợp về cái công năng trong quá trình mà sử dụng. Đấy, xẻ khe nó nhà 91m nhà thì làm nó thoải mái. Anh chị đã đi xem nhà mẫu ở bên san hô chưa? Tí nữa mình đi xem nhá. Dạ vâng, đi xem cái căn đấy. Cái căn đấy nó cũng la lá y hệt như cái căn này. Đấy thì không gian này làm thì quá thoải mái, một căn 91m. Vâng. Căn này 9 tỷ mốt. Mua được giá căn này quá rẻ. Mua là có lãi. Vâng. Thang kia là thang vâng, cái này vuông mà mặt tiền to nhá, anh chị, mặt tiền thiết kế đẹp mà cái này đẹp.
Với cả cái vị trí này nó cũng không quá ồn ở về cái cao tốc. Trước nhà có cái cây trông mát mẻ đây. Lộc Vừng. Lộc mà. Anh chị khách hàng mà mua đúng cái căn này, hôm ấy là anh chị xuống đây đúng một lần, xem trong vòng 3 tiếng. Chưa xuống dự án lần nào, xem 3 tiếng lấy luôn. Và quá đẹp. Vâng, căn này nếu như mà để mà bảo thiết kế thì quá đẹp luôn. Thì anh chị sang cái căn nhà mẫu cũng sẽ khe nhảy nhá. Thiết kế nhìn đẹp lắm. Vâng. Đây là nhà mẫu ở bên Sano 20 đấy. Vâng, đấy, anh chị vào xem. Em chiến bên CNB nhá chị nhá. Anh chị đã thấy thiết kế bên này nhỉ? Nhà lúc nào có không gian ánh sáng tự nhiên. Từng gọi là từng cái chi tiết nhỏ nhất đấy đúng không? Các bạn đây là nhà mẫu thôi, cho nên là vâng, đợt này nói chung là cơ bản là bận nhiều việc. Anh chị với cho em xin ít cảm nhận là vừa đấy đi xong nhà mẫu thì anh chị đánh giá như thế nào? Đẹp chị hợp lý, bố trí hợp lý theo diện tích căn hộ mà rộng rãi, thiết kế như này rất là đẹp, thoáng mát, nhiều ánh sáng. Còn nay thì anh đánh giá thế nào? Cảm nhận là thiết kế đây khá là ok và mọi thứ là đều có ánh sáng tự nhiên, rất thích cách bố trí của bên căn bên hộ. Chủ đầu tư là cũng hợp lý đúng không? Hợp lý. Phù hợp với diện tích và phù hợp với công năng. Các bác quý chị có nhu cầu hỗ trợ về mặt nội thất hay là tìm mua các dòng sản phẩm tại ô số 2, ô số 3 có thể liên hệ trực tiếp bên trưởng văn số này 0965886822 nhé các bác nhé.